Rồi mình sẽ học tiếp bài đau đầu rồi mình về sớm nha. Ở bài này thì học phần đau đầu, ít nhất mình cũng phải biết được cái vùng chi phối của thần kinh cảm giác ở vùng đầu mặt cổ. Cái thứ hai là tiếp cận một trường hợp đau đầu. Cái thứ ba là nêu được tiêu chuẩn của đau đầu căn cơ. Và thứ tư là phân biệt được migraine có tiền triệu và không tiền triệu. Khi nghe nhắc tới từ đau đầu là thường mình thường gặp ha, đi đâu làm gì cái chỗ nhức đầu quá, đau đầu quá. Có rất là nhiều nguyên nhân để mình chẩn đoán có một trường hợp đau đầu, nhưng mà không có một cái tiêu chuẩn nào để gọi là chẩn đoán mà cho nó có đưa vô guideline hết ha. Nó là cái từ chung chung, nhưng mà khi mình phân bệnh ra thì mình mới đưa vô những trường hợp theo cái quy định của cái hiệp hội đau đầu. Và ở tại khoa cấp cứu hay là ở khoa khám bệnh, những cái phòng khám chuyên về nội thần kinh hoặc là những phòng khám mà nội, thì lúc nào mình cũng gặp bệnh đau đầu và chiếm hơn 2% đến với những bệnh nhân đến ở phòng cấp cứu. Đau đầu của mình ở đây nó là không phải là một bệnh riêng biệt, mà nó là triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau. Mà có thể định nghĩa là đau đầu là cảm giác đau vùng đầu và nó không liên quan đến sự phân bố của dây thần kinh. Khi mình tiếp cận một bệnh nhân đau đầu thì mình phải hỏi như thế nào tiếp cận nó, đây có phải là một trường hợp đau đầu sắm xét hay không, là cảm giác đau dữ dội đột ngột đặc biệt mà đau đầu sắm xét đó. Và nếu thứ hai nữa là đau đầu này là mới có hay là đau đầu đã lâu rồi, nếu nó không phải là đau đầu sắm xét. Và những triệu chứng có liên quan kèm theo đau đầu, chẳng hạn như đau đầu kèm với liệt mặt hoặc là mờ mắt hoặc là ù tai hoặc là điếc tai ha, ta kêu bằng những cái dấu thần kinh khu trú kèm theo. Và bệnh thứ tư nữa là đau đầu mà bệnh nhân có sốt hay không, là có cái biểu hiện nhiễm trùng kèm theo hay không. Ở vùng thần kinh ở vùng đầu mặt thì nó có những cái vùng chẳng hạn như là vùng mặt, vùng cắt son và hốc mắt. Ở đây thì có dây thần kinh nào? Các bạn ở vùng ở răng hàm mặt thì các bạn phải nắm cái này rồi. Vùng răng hàm mặt thì có dây gì? Cái dây gì quan trọng? Dây gì quan trọng? Dây 7 hay dây gì nữa? Dây 5. Dây 5 là thường nhất. Người ta dây 7 là chỉ khi nào liệt mặt người ta mới chú ý tới nha, nhưng mà dây 7 nó đâu có liên quan tới đau đầu. Không có liên quan, dây 5 mới liên quan đến đau đầu, trong đó dây 51, 52, 53. 51 thì dùng trán, 52 là dùng má, mắt, 53 là dùng cằm. Ở đây thì mình sẽ có những cái dây thần kinh, chẳng hạn như dây thần kinh 5 đây, thì nó sẽ lên ha. Đúng rồi. Nó sẽ lên đây, nó lên cái vùng hốc mắt của mình đây, nha, là nhánh 51 nha. Và ở vùng đây, dùng thần kinh dưới hốc mắt là gò má nè nha. Là nhánh 52 và nhánh 53, nó là cái nhánh này nó chi phối vùng hàm. Ở vùng sau tai của mình thì có vùng thần kinh là tai lớn, thì ghi thần kinh tai lớn thì khi ảnh hưởng tới những dây thần kinh này thì nó sẽ đau theo cái dây thần kinh, đau theo cái vùng mặt, vùng cơ, vùng chi phối, vùng đầu, vùng chi phối. Ở vùng cổ của mình thì nó có gì? Thường thì mình cứ nghĩ là đau vùng cổ chắc nó do tổn thương vùng cổ, hoặc là mình ngồi lâu, mình cúi đầu lâu, nhưng mà thật sự nó là do cái tổn thương của cái dây thần kinh chi phối vùng cổ đó ha, nó làm cho biểu hiện mình đau lên vùng đầu. Ở phía sau vùng cổ của mình có các rễ là C2, C3, C4, thì nó có liên quan, nó xuất phát của những cái dây thần kinh như là dây thần kinh chẩm lớn ha, dây thần kinh chẩm nhỏ và dây thần kinh tai lớn. Thì đối với một trường hợp đau đầu, khi bệnh nhân đến với mình thì đầu tiên đối với bệnh thần kinh mình phải làm gì? Khai thác bệnh sử ha. Khai thác bệnh sử mình mới tiên đoán được cái nguyên nhân nó nằm ở đâu, kết hợp với cận lâm sàng. Mình phải hỏi bệnh nhân đau đầu này làm sao, đau nhiều hay là đau ít, đau mới, đau nhiều hay ít, mình đưa vô trường hợp là đau đầu sống xét ha. Còn đau nhiều lần hay là một lần, mới lần đầu tiên hay đã bị nhiều lần như rồi. Nếu đau nhiều lần thì đây có thể là đau đầu migraine hay căn cơ. Migraine nó sẽ tái đi tái lại hoài, đó là trường hợp mà đau nửa đầu đó. Còn bệnh nhân nói bác sĩ ơi, lần đầu tiên mà bị đau kèm theo nó có những triệu chứng như là nôn ói hay là co giật, thì mình phải nghĩ đến đó có tổn thương ở thần kinh trung ương, chẳng hạn như là xuất huyết não. Và sau đó mình sẽ khai thác xem bệnh nhân là có chấn thương gì trước đây không,
Nếu mà có chấn thương gì trước đây thì mình nó sẽ có trường hợp là đau đầu và kèm với máu tụ dưới màng cứng mãn tính, ngoài màng cứng hoặc là dưới màng cứng mãn tính. Phải khai thác thêm à, đau đầu lúc đang làm cái gì, đang ngủ thì đau đầu nó bệnh khác, đang gắng sức thì bệnh khác ha, có những triệu chứng à, cảm giác đau đầu như sao, đau theo nhịp mạch là cái này thường gặp này nha các bạn. Đau theo nhịp mạch là cảm giác đau nửa đầu mà cảm giác mạch máu nó nảy lên từng mạch vậy đó. À, còn đau đầu âm ỉ ở đây thường là đau đầu với vùng trán của mình và lan lên đỉnh đầu. Đây là đau đầu căng cơ hay còn gọi là đau đầu căng thẳng. Nếu các em đi qua bên bên bệnh viện Đại học Dược thì người ta dùng cái từ là đau đầu căng thẳng, nhưng mà bên Chợ Rẫy thì người ta sẽ dùng là đau đầu căng cơ. Thì trong phần khai thác bệnh sử thì các bạn phải tìm hiểu thêm bệnh nhân có những bệnh lý kèm theo không, chẳng hạn như là những bệnh lý về miễn dịch và nhiễm trùng. Cái những triệu chứng báo động mà mình cần khai thác đó là gì? Bệnh nhân xảy ra đột ngột, đau đầu xảy ra đột ngột hay gắng sức nè. Nếu mà nó xảy ra sau cái gắng sức thường thường là xuất huyết não màng não, và những cái dấu hiệu thần kinh định vị kèm theo để mình đưa nó vào trường hợp mà có tai biến hay không. Còn trường hợp mà đau đầu kéo dài từ tháng này qua tháng nọ kèm theo mờ mắt, nó dần dần bệnh nhân có những triệu chứng nó cái khối u mà nó càng lớn lên nữa thì nó có hiện tượng là choáng chỗ, mà choáng chỗ choáng vào vùng thần kinh mà chi phối cái vùng thị giác thì nó sẽ gây là mờ mắt nha. Chú ý những trường hợp mà đau đầu kéo dài nha. Cần khảo sát thêm trong cái khi tiếp cận bệnh nhân đau đầu đó là cái đặc tính của đau đầu. Cái phần này thì rất là quan trọng trong cái chẩn đoán của mình. Thứ nhất là đau đầu thường cơn hay liên tục. Đau đầu có cơn ở đây thì người ta thường nghĩ tới đau đầu migraine. Đau đầu âm ỉ liên tục là căng cơ, và đau đầu đột ngột dữ dội hay còn gọi là đau đầu sấm sét đó là trường hợp của xuất huyết não và màng não. Đây, cái vị trí đau đầu, cái này là mình cần phải kêu bệnh nhân phối hợp để mô tả với mình đau ở đâu, nguyên cái đầu. Người ta nói đau đầu thì phải hỏi là đau chỗ nào trên vùng đầu, đau vùng trước mặt nha, đau vùng trước mặt, đau ở vùng này và đau ở vùng sau, mình sẽ chia ra ba vùng nha. Đau đầu, đau sau gáy là do tổn thương cột sống cổ hay các tổn thương về hấu sau. Hấu sau ở đây là vùng não nha. À, đau đầu vùng trán mặt thì thường thường người ta nghĩ cái gì, xoa nha. Còn nếu mà đau ở vùng mắt, người ta sẽ nghĩ tới là gì, những cái bệnh lý gần nhất của mắt nha. Đau ở đâu thì mình nghĩ tại chỗ trước đi rồi mình mới tính ra xung quanh. Và cái thời gian đau đầu ha, migraine thường thường đau vào buổi sáng, còn đau đầu căng cơ là khi mình làm việc căng thẳng hoặc sau có một cái đêm mà mình mất ngủ thì lúc đó sáng thức dậy mình cảm giác mình rất khó chịu, căng vùng trán. Còn nếu mà tăng áp lực nội sọ thì trường hợp đó sẽ đau đầu nhiều vào ban đêm, và khi mình nằm thì nó sẽ đau nhiều hơn. Mình phải khảo sát thêm đau đầu này nó có theo nhịp mạch hay không. Theo nhịp mạch thường đó là cái đau màu migraine, và không theo nhịp mạch thì mình loại trừ migraine liền. Nếu như mà đã xác định được rồi nó đau đầu, tính chất của đau đầu rồi, thì mình phải khai thác ngoài cái triệu chứng đau đầu đó, bệnh nhân có những triệu chứng gì kèm theo, chẳng hạn như là nôn ói, sợ ánh sáng ha, hay là xung huyết dùng mắt, nghẹt mũi gì kèm theo. Nếu như mà đau đầu kèm xung huyết dùng mắt thì người ta nghĩ tới trường hợp đó là đau đầu từng cụm ha, này thường gặp ở nam giới mà thường thường tuổi trung niên đó. Khám khi mà sau khi khai thác về triệu chứng bệnh sử, khám lâm sàng bệnh sử thì mình bây giờ mình phải khám lâm sàng. Ở đây một cái biểu hiện quan trọng mà mình cần phải phối hợp với bên khoa mắt. Nếu như mà các bạn chuyên về nội thần kinh thì các bạn phải soi được đáy mắt, còn nếu mình không chuyên thì mình phải phối hợp với bên khoa mắt ha, để soi đáy mắt coi nó có tăng áp lực nội sọ hay không. Và cái xét nghiệm cận lâm sàng mình cần thực hiện ở đây là gì? Đó là thứ nhất là CT scan. Do bệnh nhân đau đầu, nếu mà mình loại trừ, mình không khai thác được những bệnh lý như là của migraine hay là đau căng cơ, mà có những cái triệu chứng kèm theo mà mình nghi ngờ của bệnh lý não hoặc là u cái gì đó, mình sẽ chụp CT ha. Là CT. Còn nếu mà có MRI nữa thì mình sẽ tiến tới mình chụp MRI nếu mình có nhu cầu. Rồi, cái thứ ba, nếu như mà bệnh nhân chụp CT MRI không có biểu hiện của tăng áp lực nội sọ thì trong trường hợp đau đầu mình sẽ chụp dòm dịch não tủy để mình loại trừ những trường hợp đau đầu do lao hay là do vi trùng hay do nấm.
là chụp mạch não đồ, này là chụp MRI, chụp 3DSA. Rồi xét nghiệm sinh hóa là mình kèm theo những cái xét nghiệm thông thường của mình. Rút máu, làm xét nghiệm có tình trạng nhiễm trùng hay không. Và tốc độ máu lắng. Tốc độ máu lắng ở đây là mình đánh giá tình trạng viêm nhiễm và các cái xét nghiệm kèm theo khác. Thì theo Hiệp hội đau đầu quốc tế thì người ta nói là có 3 đau đầu nguyên phát, thì nó có 3 loại đau. Có 2 loại đau đầu. Đau đầu thứ nhất là đau đầu nguyên phát và thứ hai là đau đầu thứ phát. Ha, đau đầu nguyên phát là những triệu chứng đau đầu không có những triệu chứng tổn thương nào khác, chẳng hạn như là đau đầu migraine, căng thẳng, đau đầu do nguyên nhân dùng cột sống cổ. Còn đau đầu thứ phát ở đây là cái gì? Nãy giờ mình nói cũng nhiều rồi. Do những cái bệnh lý kèm theo của nó, ha, nó gây nên tình cảnh đau đầu. Cái gần nhất là xoang, cái thứ hai là cột sống cổ, cái thứ ba là bệnh lý của não hoặc là những bệnh lý về chấn thương. Và mình sẽ đi vào cái đau đầu căn cơ. Theo Hiệp hội đau đầu thế giới thì có 3 loại đau đầu thường gặp, đó là đau đầu căn cơ, đau đầu migraine và đau đầu thường tận. Thì trong 3 cái nhóm đau đầu này, các bạn chú ý nhất là cái đau đầu căn cơ và đau đầu migraine nha. Đau đầu căn cơ là cái gì? Đau đầu phổ biến nhất mà mình thường gặp nhất, giống như trường hợp đau đầu migraine vậy đó. Cái này là mất ngủ, hay mất ngủ, ngủ không được, rồi căng thẳng hoặc stress hoặc lo lắng hay gì đó, học bài thi nhiều quá, đau đầu. Cái đau đầu này là đau đầu căng thẳng hay căng cơ. Ha, mà cái biểu hiện của nó thường thường là đau ở vùng trán và vùng thái dương, ha, nó lan lên đỉnh đầu. Hoặc trường hợp mình ngồi mình tiếp xúc với máy tính nhiều quá, hoặc mình tập trung một công việc nào đó là lo lắng kéo dài quá thì nó cũng gây đến đau đầu căng cơ. Tiêu chuẩn chẩn đoán của đau đầu căn cơ này, nói thì nói như vậy nhưng mà nó cũng phải có tiêu chuẩn chẩn đoán. Mình phải dựa vào ít nhất 10 đặc tính ha, ít nhất 10 cơn đau với các đặc tính chúng ta sau đây. Chẳng hạn như số ngày bị đau đầu nhỏ hơn 15 ngày mỗi tháng. Cái thứ hai là cơn đau dài, cơn đau đầu kéo dài là khoảng 30 phút trong vòng 7 hoặc là tới 7 ngày. Và cơn đau đó nó có phải có ít nhất 2 trong 4 triệu chứng sau: đau âm ỉ nặng đầu kèm theo không có nhịp mạch. Ha, là đau âm ỉ, nó không phải là đau theo nhịp mạch, mà nó cũng không phải là đau liên tục, nó phải là đau âm ỉ. Và tính chất của nó là không phải là đau quá nhiều, là chỉ đau ở mức độ vừa phải thôi. Và đau cả hai bên đầu, đúng rồi, mình nói là đau hai bên thái dương ha. Và khi mình có làm cái gì gắng sức đi nữa thì nó cũng không có làm tăng cơn đau, bị lõm rồi phải không? Trong phần điều trị của đau đầu thì cái này mình chỉ điều trị triệu chứng tâm lý và cái thay đổi lối sống. Điều trị đau đầu ở đây, đau đầu căn cơ là dùng thuốc giảm đau, giãn cơ. Đau thì dùng giảm đau ha, căng thẳng dùng giãn cơ, rồi dùng thêm các thuốc an thần nhẹ nhẹ thôi, đừng có dùng nhiều. Cái an thần á, rồi tập luyện ha, tập luyện cho mình quen cái môi trường, quen với công việc và cái thay đổi lối sống. Nếu mà có hút thuốc lá, uống rượu hay gì đó phải bỏ và nghỉ ngơi, chế độ sinh hoạt cho nó hợp lý. Ở đau đầu migraine, các bạn chú ý cái phần migraine có tiền triệu và không tiền triệu ha. Đau đầu migraine thì thường thường nó gặp ở nữ nhiều hơn ở nam ha. Và bệnh thường có tính chất gia đình là chiếm đến 60-80%, thường khởi phát là ở tuổi thiếu niên. Cái đỉnh của cái đau đầu migraine này là thường là từ 30-45 tuổi, phát phát từng đợt và đôi khi nó kéo dài suốt đời. Nói thì nói vậy nhưng mà đối với một số trường hợp nữ mà nó có cái đau đầu migraine mà nó có tính chu kỳ á, ví dụ như tới ngày hành kinh hay gì đó, hoặc trước ngày hành kinh lại đau đầu à, mà cái này chu kỳ nào cũng vậy nó, thì đối với những trường hợp như vậy thì mình phải ngừng cơn. Có 3 cái cơ chế sinh lý bệnh của migraine. Thứ nhất là do hiện tượng co giãn mạch máu ở vùng trong và ngoài não, là ở vùng đầu mặt cổ ha. Cái thứ hai là do các neuron phân tiết serotonin ở vùng thân não. Và thứ ba là sự hoạt hóa hệ thống thần kinh tâm thoa, là thần kinh 5 đó. Nó làm cho mình nó phóng thích các chất gây đau. Rồi phân loại thì mình sẽ có migraine tiền triệu và migraine không tiền triệu. Đặc tính của cơn migraine ở đây là gì? Nó thường là cái gì? Migraine, một khi nói đến migraine là mình sẽ nghĩ nó đau nửa đầu. Do đó nó sẽ khởi phát chỉ một bên thôi.
ha. Mà khi nó tò phát cái gì nó mới lan ra hai bên ha. Nó đau theo nhịp mạch và bệnh nhân có cảm giác như có cái mạch đập ở vùng thái dương. Trong các bạn là có ai đã có lần nào bị đau đầu migraine chưa? Người nào mà có đau đầu migraine rồi khỏi cần học bài này. Tại cái triệu chứng trong cái bài này nó giống hệt như triệu chứng của migraine trên thực tế vậy. Thầy bác Tiên cũng đã bị cái này rồi, bây giờ thuộc bài rất là dữ. Cái đau đầu migraine của mình á, là khi mình ai nói chuyện ồn quá mình cũng không chịu. Đó, ánh sáng mà lọc vô cũng không chịu, mình thấy mình cảm giác rất là khó chịu, chỉ muốn tìm ở chỗ nào đó mình nằm thôi. Nên nó rất là khó chịu, tại vì nó đập, nó khi mà nó giật một cơn rồi, nó đập một cơn rồi, nó cảm giác nó rất là đau, rồi sau khi nó không giật nữa thì mình cảm giác giống như bình thường vậy đó. Nhưng mà khi nó đau mình cảm giác như có cái gì chăng vô cái đầu mình, rất là khó chịu. Những trường hợp mà đau đầu nhiều có thể là kèm gì, kèm ói, ói gì và liệt, yếu liệt nửa người luôn á. Nó tổn thương cái mức vậy nhưng mà mức độ nặng. Rồi, cái mà mình cần quan tâm đó là cái migraine có tiền triệu ha. Đối với những trường hợp mà migraine có tiền triệu như vậy nè, thì mình có cái bước chuẩn bị để mình ngừa cơn nó xảy ra. Còn không tiền triệu thì mình làm sao có ngừa cơn được ha. Migraine có tiền triệu thì chỉ gặp 10% các trường hợp của đau đầu migraine thôi. Nó xảy ra từ 30 phút trước cơn đau. Chủ yếu là gì? Ở vùng mắt của mình sẽ thấy những cái điểm chói sáng trong không gian cái đường xích sắt. Nha. Rồi một số người sẽ có tiền triệu là sẽ mất thị trường nửa bên. Sẽ mất thị trường nửa bên cùng phía. Ví dụ như mình đau đầu bên đây thì mình nhìn bên đây mình không thấy gì hết, mình chỉ thấy thị trường nửa bên này thôi. Ít hơn đó là liệt, là tê tay và mặt một bên mất ngôn ngữ thoáng qua. Cái này cũng ít hơn nha. Theo cái Hiệp hội Đau đầu Thế giới thì tiêu chuẩn migraine có tiền triệu là có nhất 3 trong 4 đặc tính. Thứ nhất là có các tiền triệu xuất hiện và biến mất à. Rồi 1 hay 2 tiền triệu đó xuất hiện trên 4 phút và xuất hiện trên 4 phút hay 2 cái tiền triệu xuất hiện liên tiếp. Rồi không có tiền triệu nào kéo dài trên 60 phút. Và cơn đau thì sau khi có tiền triệu tối đa là khoảng 60 phút thôi. Học thuộc nha, mấy cái migraine có tiền triệu và không tiền triệu á. Còn về migraine không tiền triệu, nó cũng giống như migraine có tiền triệu nhưng cường đau, cường độ đau của nó ít hơn. Nhưng mà nó kèm ở đây là gì? Mệt mỏi, chán ăn, trầm cảm. Ở cái tiền triệu thì mình có những cái biểu hiện về mắt hoặc là những triệu chứng về tiêu hóa như là buồn nôn. Còn ở đây thì là gì? Mệt mỏi, chán ăn, trầm cảm. Nó cái kia thì nó sôi nổi, còn cái này thì nó hơi trầm hơn nha. Trong cơn đau bệnh nhân có tăng cảm giác buồn da đầu. Cái này gặp rất là thường, bệnh nhân vô, bệnh nhân khai là những cái triệu chứng nãy giờ là y chang, nhưng không có khác cái nào hết. Nhưng mà đối với một bệnh nhân thì có thể nó vừa có tiền triệu và không tiền triệu luôn ha. Ở lần này thì nó có tiền triệu mà lần sau thì nó lại không có tiền triệu. Tiêu chuẩn chẩn đoán migraine không tiền triệu theo Hiệp hội Đau đầu Thế giới thì ít nhất 5 cơn đau có đặc tính là kéo dài từ 4 đến 72 giờ. Tối thiểu có 2 trong các triệu chứng là thứ nhất là đau bên đầu. Thứ hai là đau theo nhịp mạch cường độ là vừa hay dữ dội tăng khi gắng sức. Thì trong cơn đau thì có buồn nôn. Trong cơn đau ít nhất thôi nha, chứ không phải là như cái kia là phải có đầy đủ ha. Tiền triệu thì mình có đầy đủ, còn cái này không tiền triệu thì có ít nhất thôi. Còn điều trị migraine ở đây là điều trị gì? Chủ yếu là cắt cơn. Cắt cơn và ngừa cơn ha. Ngừa cơn khi trong một tháng mà cái cơn nó tái phát trên 3 lần. Một tháng mà nó có xảy ra trên 3 cơn thì mình bắt đầu mình ngừa cơn ha. Còn nếu như mà nó dưới 3 cơn thì mình không cần ngừa cơn ha. Hoặc là trường hợp mà cái cơn đó nó khó điều trị thì mình cũng phải ngừa cơn cho bệnh nhân. Tại vì nó khó điều trị mà mình để bệnh nhân xảy ra một cơn nữa thì bệnh nhân rất là khó chịu. Và mình tránh các yếu tố khởi phát cơn ha, tâm lý, điều trị và không dùng thuốc. Còn điều trị các cơn ở đây chủ yếu cũng là dùng giảm đau thôi. Các thuốc điều trị triệu chứng, giảm đau triệu chứng, chống nôn và các thuốc an thần. Nhưng mà các thuốc các cơn đặc hiệu của migraine, điều trị migraine á, thì trong đây nó có nè, thuốc chế beta, chống trầm cảm, kháng viêm, giảm đau. Thậm chí người ta dùng cái thuốc chống động kinh để điều trị migraine. Cái này thì điều trị rất là hiệu quả ha. Có thì chỉ nói chung chung thôi, cái này không đi sâu về vấn đề điều trị và thuốc. Tại các em mới năm 3 à, chừng nào mà mấy năm cuối mà vô điều trị á, thì mình chi tiết vô cái phần thuốc.
Tránh các yếu tố khởi phát cơn ở đây là gì? Chủ yếu là về thức ăn, dùng thuốc, chế độ sinh hoạt, nghỉ ngơi cho nó hợp lý nha. Rồi cái phần cuối cùng đó là đau đầu từng cụm. Đau đầu từng cụm này thì thường xảy ra ở nam và đau rất là dữ dội, bệnh nhân đau khi phù mắt. Cái này bắt có tiên quên cho em cái hình do cho em nhìn thấy cái hình ảnh của đau đầu từng cụm, thấy một lần là nhớ suốt đời, phù mắt một bên rồi mắt ra ha. Thường gặp ở bệnh nhân nam trẻ hay trung niên, nhưng mà gặp trên lâm sàng chủ yếu mình gặp ở người trung niên không ạ. Hồi trước giờ có tiên đi lâm sàng, có tiên thấy người nào mà trẻ tuổi tỏ như tụi em mà bị đau đầu cụm hết nam á. Nó vẫn có yếu tố gia đình nghe, nó giống như trường hợp của đau đầu của cái bệnh lý hồi nãy. Chấn thương sọ não thì chiếm 13%, nó làm cho nó gây nên tình cảnh của đau đầu cụm do ảnh hưởng tới cái vùng hốc mắt hay mắt. Yếu tố khởi phát cơn ở đây là gì? Ăn uống đồ hộp chứa nitric là mấy cái đồ hộp của mình á, thịt đồ đó nha. Các thuốc giãn mạch ở vùng những vùng mà không khí loãng, các vùng núi, đi máy bay, có ánh sáng chói hoặc những hoạt động mạnh. Chẳng đoán thì cũng theo hiệp hội đau đầu thế giới, cái gì cũng phải theo hiệp hội hết trơn á. Một là Yoga Line, hai là cái hiệp hội của Tổ chức Y tế Thế giới và của mấy cái hiệp hội của những chuyên về những cái bệnh đó. Thì đau đầu cụm thì mình phải có ít nhất là 5 cơn đau với có những đặc tính là đau dữ dội một bên cùng hốc mắt và thái dương từ 15 tới 3 ngày, 180 phút, 3 tiếng, 3 giờ nếu như mà mình không điều trị nha. Nếu mà mình điều trị thì có thể nó cắt, còn không điều trị thì nó một cơn đau của nó có thể kéo dài tới 3 tiếng đồng hồ. Và điều trị ban đau đầu nó phối hợp với các triệu chứng như là phù mắt, sung huyết các mạc, chảy nước mắt, chảy nước mũi, vã mồ hôi ở vùng mặt trán. Ở vùng mắt tổn thương thì nó sẽ có co đồng tử, hẹp cái khe mi và phù mi mắt. Và cái một cái điều kiện thứ ba đó là số cơn đau là từ 1 cơn trong 2 ngày cho tới 8 cơn mỗi ngày. Thì đúng theo tiêu chuẩn này thì mình mới đưa vào chẩn đoán có đau đầu cụm nha. Nhưng mà trước mắt khi tiếp cận một bệnh nhân đau đầu, nếu người ta đau đầu mà có cái vùng mắt nó có tổn thương gì thì mình nên chú ý. Và còn theo cái lứa tuổi nữa. Điều trị chủ yếu là cũng cắt cơn. Điều trị cắt cơn ở đây mình dùng cái điều trị mà thường thường ít ra nghĩ tới là dùng oxy cao áp vô cho bệnh nhân thở oxy dù cao nha, 100%, 8 lít một phút thì thở oxy xong là bệnh nhân có triệu chứng giảm đau liền, chưa có dùng thuốc. Đây là một trong những cách điều trị đặc hiệu của cái đau đầu cụm. Và điều trị dự phòng đó là những cái thuốc kháng viêm giảm đau, ức chế canxi. Thì qua bài này thì nhớ lại, các em nhớ là phải biết phân biệt được đau đầu căng cơ và đau đầu migraine. Đau đầu căng cơ là nó đau như thế nào theo tiêu chuẩn của đau đầu căng cơ, và migraine. Và migraine thì ít nhất cũng phải biết migraine có tiền triệu và migraine không tiền triệu, nó phân biệt như thế nào. Cái này nó theo tiêu chuẩn của hiệp hội hết nha. Cái phần tiêu chuẩn chẩn đoán, nói về tiêu chuẩn là mình phải thuộc chứ không phải là hiểu. Thuộc đau đầu là một cái từ mà mình gặp, và thực tế thì mình gặp rất là nhiều, nó là rất là nhiều bệnh. Bệnh nhân vô với mình đau đầu, bác sĩ ơi tôi có viêm xoang, tôi đau đầu quá, nhưng mà thực sự không phải, cứ nghĩ là đau đầu là của xoang, đau đầu là của xoang không, mình không có nghe bệnh nhân được, mà mình phải tìm nó đau đầu nó nằm ở nhóm nào.